đã đi qua những cái biến của một doanh nghiệp, bản chất của marketing và bắt đầu để làm được marketing, thì một cái doanh nghiệp luôn luôn có một cái nguồn lực hữu hạn. Các bạn nhớ là các bạn còn nhớ các cái quá trình phát triển của doanh nghiệp hôm qua không ạ? Có mấy giai đoạn ạ? Có 5 giai đoạn. Nguồn lực ban đầu của một doanh nghiệp luôn luôn hữu hạn. Do vậy, nhưng mà cái mong muốn thì sao? Cái mong muốn của doanh nghiệp thì sao? Luôn là vô hạn. Cho nên cái việc mà chúng ta cần làm ấy là phải xác định được cái nguồn lực của doanh nghiệp này này. mình phải phải ý thức được nó là hữu hạn. Do vậy, để đạt được một cái mục tiêu nào đó, chúng ta phải có từng cái giai đoạn một. Các bạn hình dung ra chưa? Và khi mà đi kinh doanh thì người ta có một cái là lỗi, đấy là người ta không biết khách hàng của mình là ai cả, tức là ai cũng là khách hàng. Thì trong kinh doanh có một câu rất là hay là everybody is nobody, tức là nếu mà các bạn xem khách hàng là tất cả mọi người thì có nghĩa là các bạn không có khách hàng nào cả. Hình dung ra chưa? Vậy thì việc làm kinh doanh, làm marketing đầu tiên là chúng ta phải xác định chúng ta muốn phục vụ khách hàng nào. Đây là câu hỏi chiến lược lớn nhất trong marketing. Chúng ta phục vụ khách hàng nào hay là đối tượng khách hàng nào? Đây là câu hỏi Đầu tiên, trước khi muốn làm marketing, hay nó sinh ra một cái người ta gọi là phân khúc gì ạ? Phân khúc thị trường. Phân khúc có nghĩa là để cho chúng ta lựa chọn một cái định nghĩa của phân khúc như sau. Phân khúc là một tập hợp, một nhóm khách hàng có điểm chung, có một số đặc điểm chung thì gọi là phân khúc, được chưa ạ? Và tại sao nó lại phải phân khúc? Bởi vì trong marketing nó có một quy luật, đấy là các bạn nghe tất cả những cái quy luật của marketing ý, nó có khoảng 22 cái quy luật. Các bạn có thể tìm đọc cái cuốn 22 quy luật về marketing ý. Nhưng nó chỉ phục vụ cho đúng một quy luật duy nhất đây, đấy là quy luật gì ạ? Dẫn đầu. Các bạn làm gì thì làm, nhưng các bạn phải là gì ạ? Người dẫn đầu. Còn dẫn đầu ở một cái khía cạnh tính năng hay là một cái gì ạ, một cái phân khúc nào đó thì đấy là việc của mình, nhưng làm marketing bắt buộc các bạn phải dẫn đầu, được chưa ạ? Dẫn đầu không có nghĩa là ở top 1, dẫn đầu cũng có thể là nằm ở top 3. Top 3 về thị phần, ví dụ vào một phân khúc nào đó các bạn nằm ở top 3 gọi là dẫn đầu, được chưa ạ? Và để dẫn đầu được thì chúng ta có rất là nhiều chiến lược như là chi phí rồi là khác biệt, đúng không ạ? Những cái phần định vị chúng ta sẽ học kỹ hơn. Ok, nhưng các bạn nhớ trong đầu, nếu như một doanh nghiệp vào một thị trường mà không dẫn đầu được ở một điểm nào đó hoặc một phân khúc nào đó thì người ta gọi là không có lợi thế cạnh tranh, và trước sau gì các bạn cũng sẽ bị đào thải, được chưa ạ? Còn ở giai đoạn nào các bạn phải là người dẫn đầu thì đấy là việc của doanh nghiệp. Tức là giai đoạn mà tồn tại thì chưa cần là dẫn đầu hay là gì ạ, là cạnh tranh gì cả mà phải tồn tại được đã. Nhưng ít nhất các bạn phải có một cái hướng trước, được chưa ạ? Giai đoạn tồn tại giống như giai đoạn chuẩn bị để chúng ta có một cái hướng dẫn đầu, được chưa ạ? Và khi nhảy vào một thị trường mà chúng ta không chắc chắn được mình dẫn đầu thì tốt nhất là đừng nhảy vào, được chưa ạ? Chứ kinh doanh nó không không theo kiểu là ngẫu nhiên được, mình phải chọn. Và hôm nay chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề là làm thế nào để chúng ta chọn được một cái phân khúc, một cái thị trường mà chúng ta có thể dẫn đầu được.